lại là những đôi loa Lexo PS 15R1, hàng siêu đẹp, liên tục cập bến phục vụ các bác. Thì hôm nay tiếp tục em lại có giới thiệu đến các bác cặp Lexo PS 15R1, hàng tuyển chọn còn rất là đẹp các bác nhé. Loa này các bác nhìn này, cái chất lượng thì gọi là siêu nét luôn. Bạn nhìn rất mới. Để sở hữu được những cái cặp loa mà còn đẹp và còn mới như này thì cái giá thị trường các bác mua cũng không hề rẻ. Ở thị trường đang bán cho các bác với giá khoảng 50 triệu một cặp. Đấy, 50 triệu một cặp mà đẹp led mà mới như này. Nhưng ở bên em thì em sẽ bán cho các bác với giá là 45 triệu một cặp. Để các bác sở hữu được những cái cặp loa Lexo PS 15R1. Đây, các bác có thể. Đây là cái check của nó. Check này thì côn thì bao cho các bác thì cứ là zin test luôn. Đấy. Zin test là đẹp luôn. Loa nhà em thì luôn được kiểm tra chất lượng kỹ càng. Đấy. Trước khi giao thì các bác sản phẩm luôn được cam kết chất lượng zin xịn và hình thức đúng như video quay gửi đến các bác. Đây là chiếc bát Lexo. Đẹp, chất lượng. Check bát. Ở bên trong nó thì sẽ là phần phân tần. Các bác cùng có thể là ngắm nghía cái phân tần của PS 15. Phân tần của PS 15 thì nó sẽ rất là to, to hơn PS 10 rất là nhiều. Đấy. PS 15R1 thì nó sẽ sử dụng hai phân tần, một phân tần đây và một phân tần đây. Phân tần này nó sẽ bảo vệ check tốt hơn nữa. Đấy, các bác cùng nhìn. Loa thì hình thức zin xịn đẹp. Cái này thì em sẽ căng thêm cho các bác một lớp ở bên trong này để các bác chống bụi, hoặc là các bác có thể là để chân như kia. Đấy, không cần chống bụi thì nó sẽ đem lại cái hình dáng nó cô điển. Này, hình dáng cô điển mà nó mang cái gì đấy, góc cạnh nó rất là cổ cho một đôi loa cao cấp và chất lượng đến từ nhà Lexo. Một thương hiệu loa thì thực sự là nói đến Lexo ở Việt Nam chắc bây giờ các bác Lào mê âm thanh cũng là một niềm ước ao để sở hữu được nó. Đấy. Kể cả từ PS 10, PS 15, R1 hay R2 nó cũng là niềm ước ao của rất là nhiều các bác đang chơi âm thanh. Nó vẫn là một cái gì đấy, nó là đặc cấp. Mà ai nhìn vào nó cũng biết là một người sành chơi, một người chịu chơi, chịu chi thì mới dám bỏ tiền ra để sở hữu những cặp loa Lexo PS 15 hay là Lexo nói chung các bác nhé. Đẹp, phải nói là đẹp. Đẹp và chất lượng các bác ạ. Nhìn nó đã mê mẩn rồi. Về chất âm của cái dòng này thì chắc cũng không phải bàn cãi nhiều, không phải kiểm chứng nhiều. Nó đã quá hay và nổi tiếng từ xưa đến nay rồi, đúng không các bác? Thì với cặp loa này thì em đang bán cho các bác với giá là 45 triệu. Và hiện tại em có một con code của Lexo PS 15 bán kèm theo cho các bác nhé. Code này thì nó sẽ có giá là cả nếu có khi các bác mua cả loa và cốt thì em sẽ để cho các bác với giá là 50 triệu cả loa và cốt. Còn cốt bán lẻ riêng thì em sẽ không bán vì loa thì có nhưng mà cốt thì không. Đấy, loa thì có nhiều nhưng mà cốt thì không có nhiều. Bởi vì cốt R1 này cũng khá là khó kiếm, em phải nói như vậy. Ở thị trường không có nhiều cái cốt R1 nên em sẽ bán kèm thêm loa. Đấy. Các bác có thể là mua loa không cũng được. Nhưng không mua cốt không thì em không bán. Đấy. Vì nó rất là ít. Ok. Loa này thì nó quá là đẹp và tuyệt vời rồi các bác ạ. Ưu tiên các bác nào qua cửa hàng, các bác xem, nghe và trải nghiệm các bác nhá. Đáng tiền. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. 45 triệu cho một siêu phẩm, một huyền thoại.